chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình đã chuẩn bị bức tranh có hình là hai cái quả mít. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho bức tranh ngày hôm nay của mình nhé. Cuối tháng sẽ đóng đồ ở đây. Và những tháng ngày làm xuyên đêm. Quả mít này mình sẽ tô không em. Em không bao giờ xuyên đêm mà hết. Em chỉ đến 10 giờ 11 giờ em nghỉ. Em ta tô xuyên đêm đến 9 giờ trong khi người ta làm 120 cái. Em không muốn bị nghỉ, em không muốn làm 120 được chưa? Yến làm 6 cái, xong Yến đến lúc qua 20 mới làm. Ok anh. Trường nhé. Thế à? Thế lý do không nhận là gì? Lý do không nhận là giá sao? Ở đâu ấy chị? Ở đầu thành phố này, à cuối thành phố. Là xa lắm à? Gần Hoàng Hóa đấy em. Mấy chục cây. Ừ, mấy đâu? Gần Hoàng Hóa, đầu thành phố mà. Nhà nó là vẫn là điện thành phố mà. Nhưng mà chẳng qua là sát Hoàng Hóa rồi. Hết đến thành phố là đi Hoàng Hóa đi. Má, trường lại bảo có khi là 3 kênh. Có khi em 3 kênh. Đi béo. Cái gì béo nhỉ? Em gái à? Thế nhà chị giàu thế mà không cho em ít. Tiếp theo phần mít thì mình sẽ tô màu vàng nha. Thôi mọi người đừng giả nghèo nữa đi, để em thấy mình là người nghèo thật đi. Đừng có giả nghèo nữa đi. Em nghèo nhất đây mà chưa tha thì thôi. Bố mẹ nuôi sao? Bố mẹ nuôi mình có phải kiếm vốn sao để có lấy chồng chứ? Bố mẹ nuôi xong làm đến đâu ăn đến đấy à? Đang còn 4 cái video ngày mai. Thế chắc là mọi người có một cái định nghĩa hay là khái niệm khác nhau. Thế chồng đuổi có về không? Chồng đuổi có về không? Trời, mẹ chị bảo là quý á. Nhà ta không có thể bạn lúc ra vợ thảo đấy à. Quý bộ chồng đi. Quý bộ đi. Là những sai lầm của các bà mẹ. Thế nên là làm cho con mình chịu khổ. Nếu mà nó kiểu như là phải khổ phải chịu đựng. Ý là vẫn chịu đựng tại mẹ nói như thế rồi, đúng không? Đến khi mình khổ cực quá nên nhiều người nó không còn chỗ để về nên tự tử đó. Kiểu bố mẹ đã truyền cho con những cái suy nghĩ đấy. Đấy. Kiểu như là chồng mà vũ phu hay là đánh đập mình vẫn có phải chịu đựng à? Mình không ủng hộ được cái gì nhưng mà bố mẹ như vậy là không được. Mày bỏ đi này. Mơ đi mà bỏ. Phần ruột bên trong mình sẽ tô màu cam nha. Để mà nó đuổi mình chứ. Để em đốt video này. Đi muốn đuổi tao thôi phải rất cả họ hàng bạn bè mới.
hoặc là mi đưa tao một căn chung cư thì okay. Tao sẽ đi. Ok chị. Nói vậy thôi, oai oai cho thôi. Bên ngoài thì mình sẽ tô màu xanh nha. Và cái video tô màu và hình ảnh hai quả mít này của mình đến kết thúc nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nhớ like và ủng hộ subscribe kênh của mình nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.